thì sẽ có hai chỗ đặc biệt. Thứ nhất là nó sẽ đo được than nhân 100 kg ở đây, thấy không? Và thứ hai nó sẽ đo được tới điện áp tới 2500V. 2000V này xoay chiều và một chiều luôn đều được hết ha. Cái than này là 2500V bao gồm cả xoay chiều và một chiều luôn đều đo được hết. Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cái đồng hồ đo điện khá là khủng ha. Đây cái trọng bộ nó các bạn mua sẽ được như này, có một cái đồ túi xách như này khá là khủng bố luôn rồi, khá là to. Đây là đồng hồ KF47C ha, đây 47C. Rồi thì cái đặc biệt ở đây á, là nó sẽ đo được là cái điện trở có cái than nhân 100 kg nha. Đây có than nhân 100 kg trong cái đồng hồ này ha. Những loại đồng hồ thường á, những loại đồng hồ kim bình thường á thì chỉ đo được điện trở than nhân 10 kg thôi. Ở đây đồng hồ này đo được điện trở than nhân 100 kg thì rất là khủng đúng không? Mình sẽ mở ra và mở bên đây ha. Bên đây có hai cái tay nè. Mình mở cái gì ra. Rồi. Bên trong nó đây. Ta sẽ có nè, đồng hồ MF47C đây ha. Đây, MF47C mình mở ra. Đây. MF47C. MF47C. Đây cầm bên tay khá là to các bạn, to nhìn thấy không? To lắm. Con này khá là to. Đó. Dây cũng to đó. Gì của nó cũng to hết chứ. Đây dây cũng to các bạn. Dây que nó cũng khá là to luôn á. Đây cực kỳ to. Đó, dây của nó to bằng ngón tay mình luôn nè, thấy không? Dây to. Đo dây to mới đo được những cái điện to chứ. Đây là sách bằng tiếng Anh tiếng Trung Quốc cũng không cần đâu. Nói chung mình đồng hồ này chỉ dành cho những mà anh thợ thôi. Chứ những người thường á, những người bình thường không rành điện tử á, chắc không dùng tới loại này đâu ha. Loại này dùng cho mấy anh thợ nha. Rồi. Đây là bên ngoài của nó nè. Thì sẽ có hai chỗ đặc biệt. Thứ nhất là nó sẽ đo được than nhân 100 kg ở đây, thấy không? Và thứ hai, nó sẽ đo được tới điện áp tới 2500V. Mà thấy không? 2500V. Đây. Hai cái bon này xoay chiều và một chiều luôn đều được hết ha. Cái thang này là 2500V bao gồm cả xoay chiều và một chiều luôn đều đo được hết. Rồi. Đây chỗ này để chỉnh kim ha, nếu mấy anh thợ coi video này chắc cũng biết chỗ này chỉnh kim nè. Đó. Phía trong này á, đây, bên đây sẽ có một cái nắp ở đây ha, nắp nè. Nắp nè đó, thì mình sẽ mở ra. Cái nắp này á nó chứa cái chỗ cái này thay để thay cầu chì ha các bạn. Đây. Đây là cầu chì trong mạch. Đây là cầu chì trong mạch. Đây là cầu chì ngoài, tặng thêm một cái cầu chì để thay. Đây là cầu chì tặng nè, để thay theo là để mà xe cua. Rồi, ok ha. Rồi, ở đây là pin. Pin thì đồng hồ này không có tặng kèm pin nha. Đồng hồ này không có tặng kèm pin. Bạn mở bên đây ra. Chượt ra ha, rồi, đó. Bên trong này sẽ sử dụng hai viên pin các bạn. Thứ nhất là viên pin 9V, thấy không? Chữ 9V nào, 9V. Ở đây. Thứ hai là viên pin 1.5V phía bên đây nè. Đây, viên 1.5V phía này nè. Thì cái viên pin bên đó nó sử dụng viên pin mà loại pin mà loại nghe radio trước bạn. Cái loại 1.5V mà loại cục to gì nè. Mình có cái hình nè, đó pin này nè. Thì loại to gì nè, hiện tại mình đây mình không có loại to để test nên mình sử dụng pin thường luôn. Pin này pin 1.5V loại nhỏ nè. Loại dùng trong xe đồ chơi đó, loại nhỏ đó. Thì mình vẫn gắn được bình thường ha, vẫn gắn được đây. Vẫn được. Cái nó hơi đây nó vẫn gắn được đó. Do đây mình test thôi nên mình sử dụng cái pin này. Nếu các bạn sử dụng mua về thì sử dụng lâu dài luôn á, nên dùng loại pin mình nói đó, pin trong radio đó, để sử dụng được lâu dài. Nếu không bạn dùng pin này sẽ mau hết, thay cũng mệt ha. Rồi bên đây là pin 9V, bạn gắn pin 9V này vào để đo được than nhân 100 kg nha. Không có pin 9V là không đo được than nhân 100 kg nha. Rồi gắn pin này vào đúng cực ha, đây có để cực nè, bạn gắn đúng cực đó. Mình không có bên kia quên lấy về nên không có test được, nên mình lấy bên này luôn ha. Thì vẫn được, vẫn dùng được đó, nhưng mà nó sẽ không dùng lâu dài nha. Test thì được thôi chứ không dùng lâu dài được đó. Rồi đã quên nữa, gắn nắp lại. Tiếp theo bạn thấy không, ở đây có một cái tay cầm. Cái tay này bạn phải di chuyển đây, bạn phải cầm như vậy, cầm như này ha, cầm như này để đi tới luôn. Hoặc là các bạn muốn cho nó thành cái đồ dựng á thì các bạn làm như sau. Các bạn cầm vô hai tay hai bên,
bạn kéo ra, thấy không, bạn kéo ra, bạn kéo nó ra, kéo ra xong rồi bạn mới xoay được nha. Nếu bạn không kéo bạn không xoay được, đây kéo, kéo nó ra rồi xoay xuống đó, kéo ra trước mới xoay nha, bạn nhớ kỹ nha. Đây đây à, cầm vô đây nè, cầm vô hai que nè, kéo ra xong mới xoay được đó. Nếu không kéo mà bạn xoay không có được, nó ngắt à. Đó, hãy dựng được như vậy, dựng lên như vậy ha, để mà người ta đo. Đây, hiện tại chưa có ok, chưa thấy rõ không, để mình kéo cho nó thấy rõ nè. Ờ ok như vậy ha, như vậy nè, ok như vậy rõ nè đó. Rồi thì đây là hai que đo nó nè, một que đỏ que đen, thì bạn mở nắp đi ra, nắp này ra rồi các bạn cắm vô ha. Đây thì nếu các bạn chân cơm là luôn luôn là chân đen à, chân đen luôn mặc định ở chân cơm, không có thay đổi gì hết, chân đen luôn ở chân cơm. Còn nếu các bạn để mà đo điện điện trở, đo điện áp dưới 1000V, đo miliampere, điện trở, điện áp dưới 1000V, đo miliampere, các bạn cắm vô chân này, cắm vô chân này, đây, chân đỏ vô đây. Nếu các bạn đo mà ampere 10A, 10A ampere 1 triệu nha, 10 ampere 1 triệu thì bạn cắm chân đỏ vô đây. Các bạn đo 2500V thì bạn cắm vô đây. Đó, nói chung là cũng bình thường thôi, nhưng mà cảm thở chứ biết cái này hết. Đây có cái thang này là thang đo bút, nghĩa là thang đo thông mạch ha. Đây chữ bút là thang này thang đo thông mạch nè, kim đang chỉ nè, thông mạch. Thang này có hình này phải không? Có hình chữ Yata vậy nè, có chữ Yata nè. Thì đây là dùng để test bóng đèn remote ha, đây. Bạn đưa bóng đèn ở đây bằng bấm thì nó sẽ báo là cái bóng đèn nó còn xài được hay không á. Đây mình thử luôn, lấy thử luôn. Được. Chỉnh này về thang này ha, rồi xong lấy cái remote nè. Ta bấm vô đây. Thấy không, sáng đèn không, đó đó đó, thấy không, mình bấm một cái là sáng cái ha, đó 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 đó, vậy là mod này vẫn còn xài được ha. Rồi chúng ta muốn đo pin, chẳng hạn muốn đo pin thì ta chỉnh về thang đo pin, thang đo vol, đây vol 3 gạch này ha, đây thang đo pin thì dùng thang vol 3 gạch. Hiện tại là mình chỉ muốn đo pin này thôi, pin 4V thôi, thì mình chỉnh qua thang 10V mình đo là ok rồi. Đỏ thì đỏ, đen thì đen thôi, chân đỏ vô que đỏ, đen vô đen. Đây lên khoảng 4V thấy không, hạt lên số 4 nè, 4V ha. Rồi ok, đo điện trở sao, thì đây là con điện trở này, điện trở này thì 39kg ha, con này 39kg. Ok, bạn chỉnh qua thang nhân, đây bây giờ mình chập que thử ha, đây thang nhân 100kg nè ha, hiện tại đang chỉnh qua thang nhân 100kg nè, nó không muốn chỉnh thì chỉnh này lên đó, lên xuống tùy cái này ha. Đó, rồi thang nhân 10kg nè, vẫn ok ha. Thang nhân 1kg, thang nhân 100, thang nhân 10, thang nhân 1, tất cả đều ok hết ha. Rồi mình muốn đo cái điện trở 39kg này thì mình để thang nhân 100, thang nhân 1 đi, để thang nhân 1 ha, thang nhân 1kg nè, mình đưa vô mình rồi mình đo, hoặc là để thang nhân 100 cũng được. Đầu tiên mình sẽ chọc que trước ha, rồi chọc que lại cho chỉnh nó về không. Ok về không rồi, mình đưa hai điện đầu điện trở vô mình đo. Đây anh thấy nè, đây, để mình cầm lên cho bạn dễ coi, thấy không, thì nó nằm ở khúc này, thì ở đây thấy là nằm giữa khúc 30 với 50, thì chân giữa này là khoảng 40 thì là 39 các bạn ha, 40 cũng gần 39 thì là ok được ha, điện trở này vẫn còn xài được bình thường. Nói chung là đồng hồ này cũng khá là hay ở chỗ thay được nhân 100kg với thang 2500V, thì những cho những anh thợ nào chuyên về phần đó thì sử dụng thôi. Bạn nào cần hãy liên hệ số hộ cho đây của mình nè, thì đồng hồ này xài cũng khá là, mình cảm theo mình á thì dùng cho mấy anh thợ thôi, chứ người mà bình thường á, dân thường á, thì mua về để vọt phá thì không nên dùng loại này đâu, nhất là cũng khá là mắc tiền, thứ hai nữa là mình không có dùng hết chức năng của nó, mua về phí các bạn ha. Rồi thì video mình tới đây kết thúc, bạn nào cần liên hệ số hộ cho đây của mình ha.
thắc mắc gì cứ comment, cứ comment phía dưới để mình giải đáp. Rồi đó là những chức năng của đồng hồ này, khá là hay, đo được tới 10 ampere. Đây mình gỡ cái này ra ha, rồi đây đo được tới 10 ampere, những thang các bạn bạn coi lại nè. Đó, đây là MF347C.